Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video về hướng dẫn cách chỉnh sửa chương trình trực tiếp trên tay TippEden. Thì khi mà một người mới vận hành robot hay lập trình cho robot thì rất là bỡ ngỡ, không biết chỉnh sửa chương trình hay thêm bớt các câu lệnh ở trong chương trình này, hoặc di chuyển câu lệnh từ dòng lệnh bất kỳ nào đó lên một chiếc dòng lệnh nào đó. Thì ở video này mình xin làm video về hướng dẫn cách chỉnh sửa chương trình trực tiếp trên tay TippEden. Ở đây mình đang có một chương trình là chương trình số 1. Khi mà bạn muốn chỉnh sửa chương trình số 1 này thì bạn sẽ chọn phím, đó là phím Edit. Bạn chọn phím Edit. Ở đây cho chúng ta là phím Cut, Copy, Paste để các bạn sẽ có thể chỉnh sửa cái chương trình này, thêm bớt hay là copy cái dòng lệnh bất kỳ nó ở trong chương trình. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu về cái lệnh cắt này. Bạn sẽ chọn một cái dòng lệnh bất kỳ nào đó. Thì ở đây sẽ chọn là dòng lệnh số 2. Khi bạn muốn chọn dòng lệnh số 2 này, bạn sẽ chọn phím mũi tên di chuyển, đó là lên, xuống, sang trái và sang phải. Bạn cho phép bạn sẽ di chuyển con trỏ chuột này đến dòng lệnh bất kỳ. Nếu bạn sử dụng lệnh cắt, bạn sẽ chọn vào phím cách này. Ở đây tôi sẽ sử dụng dòng lệnh là 2 và cắt đi. Khi mà bạn muốn cắt nhiều câu lệnh thì bạn sẽ cần chọn mũi tên lên xuống, để khi mà màu xanh này bạn muốn cắt dòng lệnh ở trong cái vùng xanh này thì bạn sẽ chọn tùy thuộc vào cái mà bạn muốn cắt, mũi tên lên xuống. Ở đây tôi sẽ cần cắt dòng lệnh số 2 thôi, tôi sẽ chọn dòng lệnh số 2. Bạn sẽ chọn phím Enter. Dạ, đây, dòng lệnh của bạn đã được cắt đi. Khi mà bạn muốn thêm sửa vào cái dòng lệnh nào đó ở phía dưới hay phía trên thì bạn cần di chuyển con chuột này xuống để chèn. Ví dụ tôi chèn câu lệnh là giữa dòng số 3 và số 4 thì tôi sẽ di chuyển xuống dòng số 4 này và tôi chọn phím Paste. Đây, như các bạn đã thấy đây, nó sẽ nằm giữa cái dòng câu lệnh Next và Delay 3 giây. Sau khi mà bạn muốn chỉnh sửa xong ấy, và bạn muốn lưu cái chương trình lại thì bạn sẽ chọn phím Edit để lưu cái chương trình này lại. Đây, khi bạn chỉnh sửa xong thì bạn đã lưu được cái chương trình này. Và bạn muốn chỉnh sửa nữa thì bạn tiếp tục ấn phím Edit. Tôi sẽ sử dụng lệnh copy, đúng không? Muốn copy delay thì bạn sẽ làm như sau. Bạn chọn đến đây, delay đúng không? Bạn sẽ chọn vào dòng lệnh thứ 5 và ấn copy. Copy xong cũng tương tự như phía edit thì bạn chọn này để chọn những cái dòng lệnh nào bạn copy. Ở đây thì tôi sẽ chỉ chọn dòng lệnh số 5 thôi, đó là delay 3 giây. Tôi sẽ copy và tôi sẽ chọn phím Enter. Đây. Khi mà bạn muốn di chuyển dòng lệnh này, tôi sẽ di chuyển cái con trỏ chuột này ở số dòng lệnh số 11 và dòng lệnh N này. Tôi sẽ ấn Paste vào. Đây. Thì sẽ delay 3 giây. Khi mà bạn ấn xong, bạn ấn Complete hoặc là ấn Edit này. Nếu mà bạn muốn chỉnh sửa tiếp tục ở trong cái dòng lệnh bất kỳ nào đó thì bạn sẽ chọn phím di chuyển chuột này lên. Ví dụ ở đây tôi sẽ cho là delay 5 giây. Bạn sẽ chuyển con trỏ chuột sang đây, ô màu đỏ này. Thì ở đây bạn sẽ cho phép bạn chọn bao nhiêu giây. Ví dụ từ 0 đến 60 giây thì ở đây tôi sẽ cho delay là số 5, đúng không ạ? Tôi sẽ chọn số 5 và ấn Enter. Đó, bạn ấn Complete. Tiếp tục, nếu bạn muốn chỉnh sửa về cái tên chương trình này thì bạn làm như thế nào? Bạn sẽ lại tiếp tục chọn phím Edit. Bạn kéo xuống lệnh gem này, đây là tên của chương trình. Bạn di chuột sang đi vào vùng màu đỏ này để cho bạn thao tác. Thì bạn sẽ sang, ví dụ đây là chương trình của tôi là main, thì tôi sẽ chọn con trỏ chuột màu đỏ này sang cái là main, ấn là enable. Đi rồi.
các bạn sửa của chương trình này. Ví dụ đây tôi sẽ là bạn sẽ cho phép bạn là chọn xóa này, blank là xóa và BS này nghĩa là phím cách. Ví dụ đây tôi chọn là main, sắp được họ tôi cách ra main rồi. Ví dụ đây tôi sẽ là sắp họ, thì đây bạn sẽ di trò con trỏ chuột này, điều khiển robot này lên xuống bằng cái mũi tên này. Ví dụ đây tôi sẽ chọn là sắp đúng không ạ? Ví dụ tôi sẽ chọn đây, khi bạn chọn hoàn bạn sẽ, ví dụ bạn mà không phải muốn liền thế này ấy, thì bạn sẽ chọn phím BS để là phím xóa đấy, bạn xóa đi, ví dụ tôi xóa này, đó, xóa đi, xóa đi. Ví dụ bạn ấn dấu cách thì bạn ấn cầm list, bạn chỉnh xong thì bạn lại ấn enable edit. Vì cả bạn muốn chỉnh sửa cái nội suy của chương trình này, ví dụ bạn chọn đây, bạn chọn kiểu nội suy, đây đây bạn 100% này là tốc độ này, cho phép là từ 1 đến 100%, nếu bạn chỉnh sửa là 90 hay 50, bạn sẽ điền con số 50 vào đây, bạn ấn enter, chỉnh sửa tốc độ, di chuyển của robot, ví dụ đây bạn chọn kiểu nội suy, ở đây có là nội suy là zone này, line này, cycle này. Thì đây có cycle 1, cycle 2. Đó là điểm đầu và điểm giữa và điểm kết thúc. Thì đây tương tự như số 0 là điểm zone và số 1 là điểm hệ nội suy theo kiểu line và số 2 là cycle 1, số 3 là cycle 2. Thì đây ví dụ tôi sẽ chọn là kiểu line đúng không? Thì tôi sẽ điền số 1 vào đây. Đó. Tốc độ thì bạn hiểu ở đây kiểu nội suy theo kiểu line thì sẽ là tốc độ là mm trên giây, thì đây bạn sẽ cho là cái tốc độ của nó mắc của nó là 5.000 mm trên giây, thì cho phép bạn chỉnh sửa từ 1 đến 5.000. Ví dụ đây tôi cho 1.000 đúng không, đến con số 1.000 đây bạn lên hãy ra 1.000 luôn. Khi bạn chỉnh sửa xong thì bạn ấn complete. Đó. Video này mình sẽ hướng dẫn các cái cách chỉnh sửa chương trình trực tiếp trên IT. Nếu các bạn nào có thắc mắc gì, bạn hãy comment ở dưới có thể hỏi mình sẽ trả lời các câu hỏi của bạn. Đến đây mình xin kết thúc video của mình. Mong các bạn hãy like và chia sẻ video giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn.